Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay, ngày 5 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an nhân dân 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tại khu di tích nhà Công an Trung ương Tuyên Quang và khu di tích lịch sử ATK Thái Nguyên. Đoàn đã dâng hương thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, những người con thân yêu đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Thay mặt cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã báo công dâng Bác những thành tích, chiến công mà toàn lực lượng Công an Hà Giang đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. Phát huy truyền thống cách mạng và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác và chiến đấu những năm qua, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Hà Giang nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và 6 điều Bác dạy Công an nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, đổi mới toàn diện trên các mặt công tác, xây dựng lực lượng Công an Hà Giang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng vũ trang sắc bén, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 3 tháng 3, đoàn công tác Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng đã đi thăm, học tập kinh nghiệm tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, VNPT Hà Giang, lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy là cửa ngõ giao thương quốc tế, đầu mối xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh quan trọng, là cầu nối giữa tỉnh Vân Nam Trung Quốc với miền Bắc Việt Nam. Các mặt hàng chủ yếu xuất qua cửa khẩu gồm ván bóc, tinh bột, antimon, kim loại, chè khô, cà phê, các loại nông sản, hoa quả. Hàng nhập khẩu như năng lượng điện, máy móc nông nghiệp, linh kiện ô tô, hàng gia dụng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 đạt 82 triệu đô la Mỹ, riêng 2 tháng đầu năm 2023 đạt 29 triệu đô la Mỹ. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi về kinh nghiệm quản lý cửa khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp, khu kinh tế và công tác đầu tư quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng cửa khẩu. Ban quản lý khu kinh tế của hai tỉnh mong muốn cùng hướng tới xây dựng cửa khẩu quốc tế ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách địa phương. Tiếp đó, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã đi dâng hương đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468 thôn Nạm Ngạt, xã Thanh Thủy, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ biên cương Tổ quốc. Lễ hội Hoa Mộc Miên năm 2023 lần đầu tiên được huyện Mèo Vạc tổ chức tại xã Niêm Tòng, nhằm quảng bá vẻ đẹp của loài hoa mộc miên, tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương. Lễ hội mang tên một loài hoa đã thu hút hàng trăm người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hoa mộc miên hay còn gọi là hoa gạo, hoa pơ lang, là loài hoa biểu tượng cho lời thề nguyền, hẹn ước, cho tình yêu thủy chung, son sắt. Loài hoa mang ý nghĩa cho nguồn năng lượng tươi mới, cho sự sung túc, hạnh phúc trong cuộc sống. Lễ khai mạc bằng chương trình nghệ thuật có chủ đề Sắc Hoa Mộc Miên với những tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu hoành tráng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc để những ai chứng kiến có thể thấy rõ hơn về một Mèo Vạc đầy sức sống hôm nay. Bản thân là một du khách, cũng là một người làm mạng xã hội thì em thấy rất là vui khi được tham gia một cái lễ hội như thế này. Mong muốn rằng là bà con sẽ phát triển được kinh tế thông qua những cái hoạt động du lịch của lễ hội Hoa Mộc Miên như thế này. Dạ. Tại lễ hội, du khách và người dân đã được hòa mình vào cảnh sắc rực rỡ của hoa mộc miên đang nở thắm núi rừng Mèo Vạc, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú đa dạng như thi trình diễn trang phục các dân tộc, trình diễn thổi và múa khèn Mông, thi điệu ngô leo núi chinh phục rừng mộc miên, thi trèo bè mảng trên sông Nhiệm, thi trang trí thuyền tại hẻm tu sản, trồng cây mộc miên tạo cảnh quan. Mèo Vạc thì đẹp nổi tiếng rồi, còn cái không khí lễ hội thì thực là lần đầu tiên mình đứng sát một cái lễ hội của người ở đây thì thấy không khí rất là vui và mọi người cảm thấy rất là hào hứng với cả cái lễ đua thuyền này. Lễ hội Hoa Mộc Miên được tổ chức đã tạo ra được sản phẩm du lịch mới, từng bước đáp ứng được nhu cầu của du khách đến tham quan, góp phần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của Mèo Vạc, huyện vùng lõi trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là lần đầu tiên
ở huyện Mèo Vạc tổ chức lễ hội hoa Mộc Miên năm 2023. Với mong muốn của huyện đó là tổ chức các cái sự kiện trong cái chuỗi sự kiện để thu hút khách du lịch đến với lại các địa phương. Với cá nhân tôi và đặc biệt là đối với lại ngành văn hóa thể thao và du lịch thì chúng tôi cho rằng là cái sự đóng góp của các huyện trong vấn đề quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các cái lễ hội văn hóa. Lễ hội Hoa Mộc Miên năm 2023 là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang năm 2023 và đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3. Qua lễ hội năm nay, khách du lịch lại được biết đến Mèo Vạc thêm một lễ hội mới để mỗi khi vào dịp tháng 3, mọi người lại hướng về vùng cao Hà Giang, hướng về Mèo Vạc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này trên cao nguyên đá. Năm 2023 là năm thứ 3 huyện Quang Bình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập huyện. Để thực hiện thắng lợi các nội dung đề ra, huyện Quang Bình đã phát động phong trào thi đua với chủ đề quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Quang Bình, 23 tháng 12 năm 2003, 23 tháng 12 năm 2023 diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023. Trong đó tập trung triển khai các nội dung như chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, chương trình cải tạo vườn tạp, hỗ trợ xây dựng nhà ở, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thực hiện xóa bỏ hủ tục, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Theo đó, phần đầu mỗi xã thị trấn sẽ có từ 8 đến 10 mô hình điển hình trên các lĩnh vực và có ít nhất 3 công trình phần việc. Các cơ quan đơn vị có ít nhất 1 công trình phần việc, nội dung đột phá về nhiệm vụ chuyên môn. Qua việc phát động phong trào thi đua nhằm tuyên truyền tạo không khí thi đua sôi nổi trong công tác lao động sản xuất trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023. Toàn huyện trồng 1.000 ha rừng sau khai thác, tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,5%. Đây là mục tiêu phát triển lâm nghiệp cụ thể mà huyện Bắc Quang đặt ra trong năm 2023. Trong năm 2022, huyện Bắc Quang đã trồng được 1.641 ha rừng, đạt 139,6% kế hoạch. Trong đó trồng sau khai thác 1.566 ha, trồng rừng tập trung 75 ha tại xã Đồng Tâm. Công tác chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng được huyện chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan chú trọng triển khai. Năm 2023, huyện Bắc Quang đặt mục tiêu trồng 1.000 ha rừng sau khai thác, chăm sóc 88,5 ha rừng trồng năm 2023 được hỗ trợ của nhà nước, bảo vệ tốt gần 50.130 ha diện tích rừng hiện có, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,5%. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Bắc Quang tiếp tục đẩy mạnh liên kết, khuyến khích người dân lựa chọn giống chất lượng cao phù hợp với điều kiện lập địa của địa phương như keo Úc, quế, sao đen, thực hiện hỗ trợ chính sách trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng theo chương trình bảo vệ và phát triển rừng tỉnh giao hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, giám sát việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Rừng đặc dụng Phong Quang có diện tích trên 7.900 ha, chiều dài gần 7,5 km, nằm trên địa phận 4 xã Minh Tân, Thanh Thủy, Phong Quang, Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên và một phần thuộc tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, với nhiều nhóm đa dạng sinh học và các loài cây gỗ quý thuộc nhóm 2. Theo chân những người bảo vệ rừng, ngược lên đỉnh Tà Lèn mới nhận thấy những khó khăn, gian nan của lực lượng kiểm lâm và tổ bảo vệ rừng thôn Tân Sơn, xã Minh Tân. Ngược rừng Tân Sơn cùng tổ bảo vệ rừng và trạm kiểm lâm thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, chúng tôi đi sâu vào vùng lõi của rừng đặc dụng Phong Quang. Đỉnh Tả Lèn hiện ra với những thảm thực vật, nhiều cây gỗ nghiến nằm sâu trong dãy núi Giang Cưa. Tổ bảo vệ rừng Tân Sơn đã hoạt động từ vài năm nay. Tổ hoạt động rất hiệu quả khi việc tuần tra, bảo vệ rừng được làm thường xuyên, tăng cường cùng lực lượng kiểm lâm chống khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu rừng này. Cũng thường xuyên là mỗi tuần đi một lần, còn có những việc cấp bách có thể tuần chúng tôi cũng để tham gia một hai lần trong những các điểm nóng. Và trong những năm gần đây chúng tôi cũng kết hợp với trạm kiểm lâm của thôn Tân Sơn cũng làm tốt công tác tuyên truyền và cũng ngăn chặn kịp thời một số các đối tượng có hành vi trộm cắt gỗ trái phép. Hàng năm chúng tôi cũng ít nhất cũng có hai cuộc riêng là tuyên truyền về cái công tác bảo vệ rừng cho rộng rãi đến toàn thể nhân dân để giảm thiểu cái khả năng gây hại đến rừng, và cũng dần dần trong mấy năm nay là nhân dân cũng đã ý thức được cái công tác bảo vệ rừng
và không xâm phạm đến rừng nữa. Với diện tích bảo vệ trên 1.000 ha, khu vực rừng đặc dụng Phong Quang tại xã Minh Tân có giá trị lớn về đa dạng sinh học và sinh thái cảnh quan, vì rừng vẫn còn giữ được thảm thực vật nguyên sinh. Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang luôn coi trọng công tác bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm và chính quyền cơ sở đã thành lập được 5 tổ bảo vệ rừng. Mỗi tổ từ 6 đến 8 thành viên luân phiên nhau tuần tra. Tổ hoạt động với hai nhiệm vụ kép là tuần tra bảo vệ rừng gắn với tuyên truyền cho người dân về giá trị đa dạng sinh học của rừng đặc dụng. Cánh rừng nhiều nhất thì là hiện nay là thực tại thôn Tân Sơn. Là vừa rồi là cũng thực hiện cái mô hình gắn biển cây gỗ nghiến thì được gần 4.000 biển. Thì hiện nay vẫn đang tiếp tục phối hợp với ban quản lý thôn để gắn biển cây theo mô hình gắn biển cây để giao cho thôn quản lý. Mỗi tháng, các tổ bảo vệ rừng đã cùng lực lượng kiểm lâm thực hiện 5 đến 7 lần tuần tra tại rừng đặc dụng Phong Quang. Các tổ bảo vệ rừng của xã Minh Tân đã và đang góp phần tích cực làm cho những cánh rừng nguyên sinh trên đỉnh Tả Lèng, Thượng Lâm ngày càng xanh tươi. Ngay trong đầu tháng 3 này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, tự ý cải tạo phương tiện năm 2023, phấn đấu cả năm giảm số tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Theo kế hoạch và chỉ đạo của Công an tỉnh, đợt ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, tập trung tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về việc đã uống rượu bia không lái xe. Đồng thời trao đổi với các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường kiểm tra việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác trước khi giao phương tiện cho lái xe. Trong dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Theo đó, các tổ công tác sẽ thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức tuần tra kiểm soát đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện theo quy định của pháp luật. Tinh thần là rất quyết liệt và không vùng cấm. Tất cả trường vi phạm phát hiện là đều xử lý nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật. Thứ hai là cũng thông qua công tác xử lý vi phạm thì cũng kết hợp công tác tuyên truyền để phổ biến pháp luật cho người dân, nâng cao ý thức chấp hành tham gia giao thông. Mục tiêu là các cung đường an toàn và mọi người dân an toàn tham gia giao thông. Chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ nắm vững quy định về tuần tra kiểm soát theo các cái thông tư, nghị định, theo các hướng dẫn của Bộ Công an để các đồng chí có cái hành trang tốt nhất về cái kiến thức pháp luật để thực hiện cái nhiệm vụ trong cái thời gian tới. Trước mắt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động từ nay đến cuối năm sẽ thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm mùng 5 tháng 3 năm 2023. Thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm mùng 5 tháng 3 năm 2023 được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 85%. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.